Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với những video trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2022. Đơn vị chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu đến quý vị về một chiếc giường ngủ có tên gọi là mẫu Louis Hoàng gia Tân Cổ Điển, với kích thước là rộng 1m8 và dài là 2m, đầu cao đầu thấp dày là 10 phân và là hàng phông vách tấm liền, đục chám hoa mai với độ dày lên đến 3 phân, kèm theo đó là phần giáp phản tấm. Mặt giáp thì chúng tôi làm theo yêu cầu là dày 2 phân và khuôn giáp là dày 4 phân và thành giường là bản dày 5 và rộng là 25. Thì đây là một trong những sản phẩm mà chúng tôi bán cực kỳ chạy cũng như là làm với một chuyên môn rất là cao, và chúng tôi làm theo yêu cầu của một chị khách hàng đến từ Kiến Thụy, Hải Phòng. Và trước khi mà chúng tôi bàn giao thì chúng tôi cũng xin phép là quay lại một đoạn video clip ngắn để giới thiệu về những cái đường nét đục chạm và cái kỹ thuật hoàn thiện vô cùng là kỹ lưỡng, để cho quý vị cũng như là toàn thể khách hàng có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng được cái sản phẩm của đơn vị chúng tôi. Thì sản phẩm này thì chúng tôi đã giới thiệu cũng như là đã que rất là nhiều cho quý vị về cái mẫu mã và cái chất lượng hoàn thiện rất là kỹ. Thì ngay sau đây thì chúng tôi sẽ quay và báo giá lại một lần nữa để cho quý vị tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng được về cái chất lượng mà sau khi chúng tôi đã hoàn thiện xong về phần sơn. Thì đầu tiên là phần đầu cao thì chúng tôi làm chiều cao từ đất lên đỉnh là cao là 1m47 nha quý vị, 1m47. Và trương thì chúng tôi đục là vương miện Louis hoa lá tây, đó, đục những cái giải Louis hoa lá tây, và chúng tôi đưa ra một cái mẫu đục cũng như là có kỹ thuật đục chạm và khả năng hoàn thiện rất là kỹ. Thì quý vị có thể chiêm ngưỡng được những cái đường đục chạm thì được đơn vị chúng tôi là đục khoét và chạm trổ rất là sắc nét đấy ạ. Đó, đây là cái phần vương miện đục hoa lá tây với chiều cao từ đất lên đỉnh là cao là 1m47 như quý vị. Và trương thì chúng tôi làm là đương nhiên là trương liền dày là 10 phân, đó, trương liền dày là 10 phân, và cái bản trương thì chúng tôi làm rất là rộng nha quý vị, đó, làm rất là rộng đấy ạ, tính từ phần khuỷu cho đến phần đỉnh là chúng tôi làm liền một khối, đó, với tổng chiều rộng là rơi vào khoảng là 43-44 phân về bản rộng trương. Và tiếp theo là phần phông vách đấy ạ, chúng tôi làm là phông vách tấm liền dày là 3 phân đục chám hoa mai, đó, dày là 3 phân đục chám hoa mai, và chúng tôi đục chám hoa mai thì rất là lổi và rất là sâu. Và khi quý vị mà nhìn thực tế thì tất cả những cái đường mà chúng tôi đục chạm ấy thì nó cực kỳ lổi đấy ạ. Đó. Và vân gỗ cũng như là về cái mức độ hoàn thiện cũng hoàn thiện rất là kỹ cho quý vị, hoàn thiện cực kỳ kỹ đấy ạ. Và tiếp theo là phần giáp giường, thì sản phẩm này thì chúng tôi làm theo yêu cầu là phần mặt giáp là dày là 2 phân. Mặt giáp là dày 2 phân và khuôn giáp là dày là 4 phân như quý vị. Đó, mặt giáp là dày 2 và khuôn giáp là dày 4. Và bên dưới thì chúng tôi làm với kích thước là 1m8 x 2m, thì chúng tôi sẽ làm là 7 thang. Đó, 7 thang chịu lực bằng cụ lim. Và bản chân giường thì chúng tôi làm theo yêu cầu cũng là bản chân giường là bản vuông 10 phân 2 chiều. Đó, bản 2 chiều là 10 phân, và bên trên thì chúng tôi có tiện là một thanh trụ đấy ạ. Một thanh trụ. Và với những sản phẩm của đơn vị chúng tôi thì đều có một cái mức độ hoàn thiện rất là kỹ, kể cả mặt sau thì chúng tôi cũng hoàn thiện rất là kỹ cho quý vị. Đó, tất cả các cái mặt đằng sau thì chúng tôi cũng hoàn thiện rất là kỹ. Và ngoài những cái sản phẩm mà chúng tôi làm với kích thước rộng là 1m8, dài là 2m, thì chúng tôi có sản xuất những cái sản phẩm là 1m6 x 2m hoặc là 2m x 2m2. Và chúng tôi thì có nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã, kích thước và chủng loại gỗ. Và quý vị mà có nhu cầu hoặc là muốn sở hữu sản phẩm tương tự thì cũng có thể liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với đơn vị của Đồ Gỗ Kinh Bắc theo số hotline đó là 0868 82 0. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và sản phẩm này thì chúng tôi làm với kích thước rộng là 1m80, dài là 2m, đầu cao đầu thấp dày là 10 phân và là hàng phông vách tấm liền đục chám hoa mai với độ dày lên đến 3 phân. Và giáp giường thì chúng tôi làm là mặt giáp là dày 2 phân và khuôn giáp là dày 4 phân. Thì chúng tôi đang bán cho gia đình nhà cô Vân đó, đến từ Kiến Thụy, Hải Phòng, với mức giá là 36 triệu đồng. Và cuối cùng là phần đầu thấp đấy ạ. Đó, thì quý vị thể chiêm ngưỡng được là chúng tôi làm là hai chân giường. Hai chân thì chúng tôi làm là bản vuông 10 phân và phông vách vẫn là tấm liền dày là 3 phân đục chám hoa mai. Đó, rất là chất lượng đấy ạ. Và đôi thành giường thì chúng tôi làm với độ dày là 5 phân như quý vị. Đây là đôi thành giường đấy ạ, chúng tôi làm với độ dày là 5 phân và bản rộng là 25. Đó, bản rộng là 25. Và ngoài ra thì chúng tôi có sản xuất rất là nhiều các sản phẩm, như là những cái sản phẩm về phòng ngủ như là giường tủ,
đó, bàn trang điểm, và tiếp theo đó là những sản phẩm phòng khách như là tủ rượu, đồng hồ, kệ tivi, bàn ghế. Và quý vị mà ở gần thì có thể qua trực tiếp cơ sở đồ gỗ Kinh Bắc ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để được tham quan và nghiệm thu với những cái sản phẩm của đơn vị chúng tôi. Và tất cả những cái sản phẩm của đơn vị chúng tôi thì đều có một cái mức độ hoàn thiện nhá, rất là kỹ đó, mức độ hoàn thiện rất là kỹ, và khi quý vị mà sờ tất cả các cái chi tiết của đơn vị chúng tôi thì cực kỳ là nhẫn đó. Và sơn thì chúng tôi cũng sử dụng chất liệu là phủ bóng sơn O7, một trong những cái dòng sơn cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Và một lần nữa thì quý vị mà có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn đặt mua thì có thể liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp hoặc là qua trực tiếp cơ sở của đồ gỗ Kinh Bắc. Và video clip ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép là được khép lại tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.